Vâng, xin chào tất cả các bác tài đã quay trở lại với kênh của em Thành Chino Chắc. Các bác đang xem ở đây là 5 chiếc xe tải ben 1 tấn. Và đây là phiên bản thùng rất đặc biệt các bác nhé. Đây là thùng chuyên để chở rác cho các công ty môi trường. Tại sao mà công ty môi trường lại lựa chọn những chiếc xe ben 1 tấn, đặc biệt là của dòng ben TMT để đóng xe chở rác? Thứ nhất là đây là một con xe có kích thước rất là nhỏ gọn, với chiều dài chưa đến 4m2 các bác nhé. Chiều dài chưa 4m2 và chiều rộng 1m65, rất là phù hợp để vào các con đường nhỏ, ngõ xóm để thu gom rác thải. Đấy, và đây là phần xe theo nguyên bản nhà máy là xe cabin này. Cabin rất là nhỏ gọn các bác nhá, và cực kỳ nhiều tiện nghi. Ở trên cái con xe này đang có trang bị như là kính điện, khóa điện và trợ lực lái điện này. Đấy, rất là nhiều thứ hay ho, cộng với cả cái màn hình thông minh kết hợp với cam lùi, cho các bác tài khi mà lùi xe rất là an tâm, có thể quan sát được phía sau mà không lo xảy ra va chạm. Xe trang bị là kích cỡ lốp 6-13, nhỏ gọn, phù hợp với những con đường nhỏ, ngõ xóm. Đấy. Ở đây thì cái tấm chắn này là do bên công ty sản xuất các bác nhá, lắp thêm đấy. Đấy, còn đây là phía sau xe này, đây là cam lùi các bác nhá, cam lùi đây. Đây là năm chiếc xe ben TMT 1 tấn đóng xe chở rác. Và đối với các dòng xe ben hiện tại, đặc biệt là những dòng xe ben nhỏ thì đang trên thị trường đang có rất nhiều các hãng tham gia vào thị phần ben nhỏ, như là xe của Hoa Mai, xe của Chiến Thắng hoặc là xe Taco thì sẽ to hơn một chút, tầm tải 2,4 tấn, và nhỏ nhất là sẽ dòng TMT 1 tấn này hiện đang có mặt sẵn trên thị trường nhé. Thì bác tài nào mà muốn những chiếc xe ben để thay thế những dòng xe công nông, xe lam, xe tự chế thì có thể nghiên cứu đến dòng xe ben TMT 1 tấn này. Thứ nhất là nó kích thước nhỏ gọn. Đấy, thứ hai là cái giá bán của nó rất là hợp lý. Hiện tại bây giờ giá lăn bánh của cái con 1 tấn này tại khu vực Hà Nội rơi vào đâu đấy là 290. Đấy, 290 triệu thì các bác đã có thể có một em xe về phục vụ công việc của mình. Với cái việc là công nông hoặc xe lam, xe tự chế hiện tại đang bị cấm lưu thông trên đường, thì những chiếc xe ben 1 tấn này sẽ là phương án thay thế tối ưu nhất để các bác tiếp tục cái công việc của mình, nó là mượt mà nhất các bác nhá. Đấy, có đơn nhưng mà không có xe vận chuyển, hoặc là đang vận chuyển mà bị công an bắt, thì đấy là cái rất là tiếc luôn. Đấy, nếu mà các bác có dòng ben này thì chạy vô tư. Đấy, không sợ lo lắng gì cả. Đấy, quay đầu cabin này rất là nhỏ gọn luôn, rất là đẹp. Và bác tài nào muốn mua xe, tham khảo lái thử xe hoặc là tư vấn hỗ trợ trả góp, có thể liên hệ em Thành qua số hotline ở trên màn hình, hoặc đến trực tiếp địa chỉ showroom TMT Phú Nghĩa, khu công nghiệp Phú Nghĩa, Trường Mỹ, Hà Nội để gặp em Thành tư vấn hỗ trợ các bác tài. Cảm ơn tất cả các bác tài đã theo dõi video của em. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video sau.